Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo vườn, tùy theo lái, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng thời điểm và chất lượng trái có bóng đẹp hay không, sẽ có sự chênh lệch nhau về giá từ 1 đến 2 ngàn đồng trên 1 kg. Xin mời quý bà con và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe và theo dõi chi tiết bảng giá thanh long khu vực Bình Thuận và khu vực miền Tây như sau. Thanh long chuột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò đẹp 15.000, 16.000, 17.000 đồng 1 kg, tương đương 75, 80 và 90%. Mò sàn 13.000, 14.000, 15.000 đồng 1 kg, tương đương 75, 80 và 90%. Hàng giạt có mức giá từ 6.000 đến 7.000 đồng 1 kg. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 20.000 cho đến 21.000 đồng 1 kg. Giá thanh long lên xuống 1-2.000 tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 22.000 đồng 1 kg, loại 2 17.000 đồng 1 kg, loại 3 12.000 đồng 1 kg, loại 4 6.000 đồng 1 kg. Ruột trắng miền Tây về vựa có mức giá từ 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg. Giá thanh long lên xuống 1-2.000 tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả thanh long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.